Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ của các dự án IDO, các dự án Aeroporti, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản đầu dịch Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em một dự án IDO đến từ nền tảng Bitget. Cùng giới thiệu với anh em một chút, Bitget là một sản giao dịch mà chúng ta đã có những dự án IDO đầu tiên À ờ, phiên trước chúng ta có một cái dự án IO ở phiên trước với dàn bot và phiên trước thì anh em nhiều anh em đã ăn được rất nhiều từ Bitget. Anh em chúng cũng có tiền và anh em tạch cũng có tiền đúng không ạ? Hôm trước anh em tạch được từ 5 đến 20 đô. Còn đối với anh em trúng IO thì được à, hôm trước là anh em trúng IO là được 150 đô đấy. Ít nhất bèo nhất cũng phải được 125 đô cho một vé. Đó và phải nói là cái kèo IO ở bên uh, Bitget nó quá ngon, mình đánh giá là quá ngon và nó rất là phù hợp với uh, anh em làm anh Rob chúng ta và anh em kênh chúng ta. phải nói chúng ta đang ở trong cái giai đoạn đầu chen đầu chen của Bitget. và nếu như anh em mà còn chưa chơi ấy, thì mình khuyên anh em lên chơi nhé, đang lên chơi thời điểm này. vì IO Bitget nó rất rất phù hợp với chúng ta, nó giống như cái giai đoạn đầu của em đây ở bên mấy C đó, chơi rất hay và rất dễ chơi và chơi có tiền đó. Ờ, uh, hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái dự án IEO có tên là Kyoko uh, file Finland Đây là một cái dự án IEO rất là ngon uh, Mình đánh giá là cũng uh, ok nhưng mà là không bằng cái dự án hôm trước Không bằng con bot hôm trước Tuy nhiên con này thì anh em có thể chơi được Và mình thấy là có nhiều dấu hiệu để anh em có thể là chơi được đó Thì ngay lúc đây thì mình sẽ cùng với anh em chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dự án cầu Pilen này xem dự án này như thế nào trước khi chúng ta sẽ đi vào nội dung của một trong những chương IEO phù hợp nhất với anh em kênh chúng ta thời điểm hiện tại đến từ Bitget nhé Thưa các bạn đây chính là trang chủ của dự án Kyoko Pilen ở đây nó, dự án này được giới thiệu là một cái nền tảng down to down uh, cung cấp uh, uh, cho vay đây mình sẽ dịch cho anh em cho anh em dễ hình dung nhà cung cấp tín dụng down to down và thị trường cho vay game file nft chuỗi chéo dành cho các bang hội và người chơi ờ, cái nền tảng này cũng rất là lạ rất là mới và mình nghĩ là rất là là hay đấy cái nền tảng rất là hay đó ờ, từ dữ liệu ở bên phía bitget cung cấp uh, về cái dự án kêu này thì chúng ta có những cái thông tin như sau tên dự án là kêu cầu với tên mã là kio Uh, thì loại token ERC20 tức là nó xây dựng trên nền tảng Ethereum uh, tổng cung của nó là 1 tỷ token nhé uh, với một cái dự án ở trên mạng Ethereum thì mình thấy nó là đặc sắc anh em ạ mình rất thích những cái dự án ở trên mạng Ethereum mặc, mặc, dù Ethereum thời điểm này thì không còn được nhiều dự án sử dụng nữa nhưng mà nếu như dự án nó sử dụng thì thường là dự án có tiền đó <laughs> uh, ở phía bên Bitget thì có thông tin cụ thể về cái cái dự án này nó là cái nhà cung cấp tín dụng DAO như đã giới thiệu vào nãy đấy nền tảng cho vay P2P NFT thị trường cho vay game bài chuỗi chéo cho vang hội của người chơi <laughs> Kiêu cầu mang lại tín dụng cho blockchain và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các DAO thông qua giao thức vay DAO đầu tiên của ngày yêu cầu giải quyết vấn đề cấp bách nhất đang thách thức game bài bao gồm chi phí gia nhập ngày càng tăng và tài sản được chơi chìm cho các khối, chuỗi chuỗi khối khác nhau thông qua nền tảng cho vay chuỗi chéo sáng tạo của mình. Uh, Cầu thì hiện đã huy động được 7 triệu đô trong vòng gây quỹ hạt giống tư nhân tiền, được. Các nhà đầu tư bao giờ gồm Ali Moka, uh, uh Vest, Vesture, rồi IGGC, rồi Infinity Vest, Vestun Crypto, IBC, IBC, AC8 và những cái nhà đầu tư ở đây các bạn thể thấy. Uh, có một cái nhà đầu tư của Việt Nam, có vẻ đây là của Việt Nam này. Không chắc có, có phải là Việt Nam cũng bị không rõ lắm nhưng mà thấy hay xuất hiện các dự án Việt Nam. Cố vấn dự án thì bao gồm những người khổng lồ nổi tiếng trong ngành như là Mr Block và ở uh, Bruno à đây là người khổng lồ luôn kinh nhỉ. Đây, các bạn có thể thấy này. Đây là cái phân bổ anh em nhé. Thì anh em thấy là ở các uh, đây là các cái vòng bán hàng, rồi vòng C, rồi vòng riêng tư của private đấy, rồi đối tác chiến lược của team marketing đâu các thứ đấy. Thì các bạn thấy là hầu hết thì nó đều khóa này, 10 tháng này. Đó, 10 tháng đây, 10 tháng vách đá sau đó là hai năm tôi kiểm tra tuyến tính, đấy, tức là nó sẽ khóa rất là dài kể cả tim cũng bị uh, trong đội tim thì cũng sẽ khóa khóa anh em nhé, đấy, sẽ khóa một lượng tốc cần đó. bán không khai thì không tôi gian kiểm tra thứ đây, đấy. Đó, tức là cái tổng cung thì có một tỷ nhưng mà không phải là tung ra được hết mà nó sẽ khóa và mở khóa dần nó giống như nào chơi ido vậy cứ mở khóa mỗi tháng một tí đấy Uh, ok đấy thì các bạn có một cái phần chúng ta yên tâm hơn tức là cái con này thì nó sẽ không tung toàn bộ tổng cung ra luôn Đấy thì chúng ta có thể thấy mặc dù tổng cung này có 1 tỷ nhưng mà tuần hoàn thì chắc là sẽ rơi tầm khoảng cỡ độ khoảng 300 triệu cái lúc mà nó mở giao dịch thôi chứ không có quá nhiều đâu anh em đỡ đỡ run đúng không ạ <laughs> Chúng ta có một cái dữ liệu ở trên crypto một dự án này thì đã có mặt ở trên Crypto và ở trên đây thì chúng ta đã có cái thời gian bán hàng sale. Sale dự án sẽ được bán vào ngày 4 tháng 4 và gọi vốn sẽ là 3 triệu đô. Mình tin là sẽ bán hết thôi bởi vì là dự án này là một dự án ID, uh, uh, dự án non pass ở trên Binance thì chắc chắn là sẽ bán hết. Đấy sẽ gọi vốn được thêm 3 triệu đô, tổng gọi vốn là được khoảng 10 triệu đô đúng không ạ? Đó. Và ờ uh, với cái vòng vòng của IDO này thì nó sẽ khóa tại TGE 33%. Sau đó thì sẽ mở khóa 33% mỗi mỗi quý Như mỗi quý đúng không? Cái này là mỗi quý nhỉ. Không, không, dịch được à? Rồi, nói chung là mỗi quý hay mỗi tháng thì cũng vậy thôi, đúng không ạ? Quan trọng lúc đầu tiên là nó mở khóa hay không thôi. Đấy. Cái này mình sorry nha, vì mình không có giỏi tiếng Anh cho lắm nhé. Đây mình dịch luôn cho anh em nó tiện, đỡ phải thắc mắc lần sau biết có dữ liệu làm luôn Mạng này làm sao nhỉ? Rồi, thôi ờ, Mạng nó có chút vấn đề rồi anh em ạ Bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm hiểu với anh em đã ờ, Đây anh em này nó cũng có phần mức giá bán, này, mà giá bán của cái chữ Idol là 0.1 Đấy. Và đây là các cái tỉ lệ X ở phía dưới đây Đó. Rồi trên chúng ta có cái, cái dữ liệu từ trang Twitter của dự án để mình follow luôn Twitter của dự án thì các bạn có thể thấy là hiện tại có 29,1% uh, nhìn được follow Thực ra bây giờ chúng ta không cần phải đánh uh, đánh giá thông qua số lượt follow nữa mà Chúng ta đánh giá qua những cái người mà đang follow Thì các bạn có thể thấy là nó có một số quỹ cũng đang follow rồi rồi có lottech này lottech lottech hmm. nếu, nếu không nhớ không nhầm là ngày trước có một cái đợt cái à... con lottech này hôm trước có một cái đợt đợt đi cho anh em nhỉ Nó nổi bật đấy ông nào ăn được cái kèo đấy thì được rất nhiều tiền được mấy nghìn đô rồi có sàn Bichu, này bitju lâu rồi như vậy là nó hứa hẹn sẽ đi ở Bichu nữa rồi, đấy và Covid Việt Nam, dự án có liên quan một chút đến Việt Nam rồi, Chắc có quỹ của Vich nằm đây rồi. Đấy và dự án này thì cũng được uh, giới thiệu ở trên uh, Bitget và kêu câu thì có chia sẻ lại cái bài đăng về duy trì non phát của Bitget. Đấy. Chúng ta có thể xem những cái dữ liệu, những cái thông tin ở trên đây nhé. Đây mình lướt qua tờ thì anh em xem một tí muốn check về một dự án thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra rất là đầy đủ về Twitter và các mạng xã hội đấy là cái thông tin mà anh em có thể lắm được thực tế thì uh, bitcat đang ở trong cái giai đoạn đầu của những cái chương trình nó tát và đây là cái một cái giai đoạn mà chúng ta có thể uh, thấy được nhiều cái điều hứa hẹn uh, và anh em chơi giai đoạn này thì nó rất là phù hợp nhé càng về sau thì mình nghĩ là nó sẽ có chắc chắn nó sẽ có những cái kèo mà không ok cho lắm uh, nhưng cái giai đoạn đầu này thì anh em chơi là hợp lý đấy Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chương trình non pass ở trên Bitget để chúng ta biết cách tham gia chương trình non pass cũng như là tham gia vào cái chương trình bán hàng IEO của dự án Kiều Cầu anh em nhé. Ở đây thì các bạn có thể thấy là chương trình nonpad thì chắc chắn các bạn biết đầy đủ thông tin về cái token nonpad rồi. Thế thì trong cái chương trình bán hàng này thì giá của một cái cầu sẽ là 0.1 nhé giá bằng BGB sẽ công bố 2 giờ trước khi mở giao dịch thì có một cái thực tế là hôm trước ấy, có một bạn về con bot con bot thì khi mà nó có cái tỷ lệ quy đổi ấy, một bot bằng 0,075 BGB thì có một ông ông nhầm Ô, ông 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 nói mình là rõ ràng là không phải bán không phải mà ghi sàn 0.2 đến 0.4 thì làm gì có tỷ lệ x hai mươi mấy lần các bạn có thể thấy là đây là BNB chứ không phải là USDT cái khi khi nó ra tỷ lệ quy đổi còn đây này cái giá này đấy nhìn kỹ anh em nhìn kỹ lần sau có thắc mắc cái gì với mình ấy thì các bạn phải nhìn kỹ cái mức giá rồi mới thắc mắc của mình đó mình trước khi mình xếp thì đôi mình luôn luôn phải có sự kiểm tra chứ đúng không em thế thì với cái mức giá là 0.1 thì mình đánh giá nó hơi cao hơi cao với cái mức tổng cung là 1 tỷ đó Ờ, mà có nó cao ở cái tại sao mình nói là hơi cao vì là bây giờ cái giá bit bây giờ nó là 46.000 vào cái thời điểm này giá giá nít giá giá uh, bán Idol không như một là hơi cao nhưng mà dĩ nhiên cao thì cao nhưng vẫn ít vẫn ít ở bình thường thế thì cái con này thì mình nhớ đến cái con MST nhưng mà một dàn game thôi cái này con con này không phải là game nhá MST hôm trước nít mà bán được thì ở cái mức giá tầm 0.5 tức là có thể x5 con này thì mình đánh giá nó có thể x5 đến x10. Đấy. Nó không x to như hôm trước đâu. Mình nghĩ là không x to như hôm trước. Ờ nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ thấy được một cái phần mà nó đặc sắc, nó là gì ạ? Đó là cái lịch trả token nó sẽ là trả 33% TGE, tức là nếu anh em mà cái con này nó x5 thôi, x5 là anh em có lời rồi. Còn x3 là anh em đã về bờ nhá. Và phần còn lại là anh em này. 33% thì 33% thì sẽ trả mỗi quý, tức là 3 tháng mới trả phát. Đó. Ờ, thì con này nó có một phần khoai hơn là nó trả chậm. Đấy. Đúng rồi hôm nay cái bên kia IDO nó cũng trả quý anh em ạ. Ờ, nhưng mà bù lại thì con này nó trả chậm thế này thì nó sẽ có chính sách giữ giá đúng không ạ? Dù chương trình non pass này có 10 có có một 1 triệu token được bán ra thì thực tế là lưu hành nó chỉ có khoảng tầm 300 333 nghìn thôi. Đấy, 333.000 token Kyoto sẽ được lưu uh, hành thôi. Như vậy cái cái, cái số lưu hành nó rất là nhỏ. Đấy nên anh em cũng không sợ là cái chuyện là xả dập sàn đúng ạ Thế thì uh, nếu như em chúng một vé Kyoko này thì anh em sẽ cần phải Bỏ ra 50 đô ở BGB để mua Nhưng tại sao mà anh, các bạn thấy là trong những cái bài lăng tera mình luôn đặt cái số lượng BGB nó cao hơn Đấy. Mình sẽ ghi là khoảng 60 đô tại sao Bởi vì nó sẽ tính trung bình giá trung bình BGB ngày Nếu anh em mà ít quá ví dụ anh em mua đúng 50 đô BGB thì anh em sẽ không thể quy đổi được một vé đó thì anh em sẽ cần phải mua khoảng 60 đô cho mình thừa ra cho mình nhá nhớ nhớ cho mình đó thế thì ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu là làm thế nào tham gia thì nó rất là đơn giản thôi anh em ạ chơi non pass ở bên bitget rất dễ rất dễ để tham gia nó sẽ có một cái nút đăng ký sẽ xuất hiện vào từ ngày mùng sáu đấy hai giờ ngày mùng sáu đến ở 15 giờ ngày 8 tháng 4 thì anh em sẽ cần phải đăng ký để điều đủ điều kiện tham gia mua IEO đó. Thế rồi anh em sẽ cần bên cạnh cái việc đăng ký thì anh em nhớ cho mình nhá nhớ, chúng ta sẽ cần phải hầu bất kỳ tài sản nào trước ngày trước 23 giờ ngày 6 tháng 4 giờ Việt Nam đấy anh em nhé. Đợi để anh em có thể tham gia và cái Min hầu là 50 USDT. Nếu anh em hầu nhiều hơn thì sẽ là nhiều hơn. Nhưng anh em biết rồi trên kênh chúng ta thì anh em làm chơi em đây rồi chơi các kèo non pass thì nó đã uh, quá là nhão rồi đúng không ạ rất nhiều kèo rồi thì cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình nói với anh em này anh em muốn mà trúng mà dễ trúng anh em chơi nhiều nhiều gì ạ nhiều bạc lên đó chơi nhiều bạc lên và cứ hầu các Nhưng anh em lưu ý nha phải abc nó ip pủng thiết bị nó khác nhau thì nếu anh em mà trùng ip dùng thiết bị nó không, không phân phối đâu đấy nhắc cho anh em luôn không kẻo bởi kênh anh chúng ta có rất nhiều người mới. Đấy thì anh em chơi và chúng ta sẽ hầu uh, hầu chỉ cần hầu 50 USDT thôi, không cần hầu nhiều hơn nhá. Hầu 50 USDT trong tài khoản. mà anh em lên đép vào trong tài khoản là 60 USDT. Tại sao mình lại nói 60 USDT bởi vì là chúng ta nếu như mà tài khoản chúng ta trúng thì chúng ta mua luôn BGB uh, BGB để chúng ta quy đổi luôn. <laughs> Đấy, cứ đép vào mỗi tài khoản là 60 USDT chúng thì quy đổi luôn và không chúng thì cũng không, không 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 lo là không có tài thưởng thì nữa mình sẽ nói đấy, thì ở đây nó sẽ có cái lượng tích uh, lượng vé mà anh em có thể có dựa theo cái mốc chúng ta hâu thì chắc chắn là chả ông nào dại mà hâu đến mức độ khoảng 5.000$ đô hay là hai 000 đô chỉ dành có vài vé thôi thì chắc chắn anh em sẽ cái giải pháp của anh em là mà ibc thì sẽ là điều tài khoản nó ăn đấy được chưa rồi đấy đấy là cái thứ nhất anh em lưu ý cho mình nhá đó đấy là cái phần giữ và nhận một lát thì có một cái phần đó là tiền thưởng đó thì anh nếu anh em mà tích lũy được những tích lũy ở dưới thị, thị trường giao ngay và future được những cái vô như thế này ví dụ vô 100.000 đô này đấy, hay là 200.000 đô thì anh em sẽ nhận được là 5 vé 10 vé thì bên future được anh em có 1.000 đô đúng không ạ chúng ta chơi x100 đấy chúng ta chơi x100 1.000 thì anh em đã lên được cái con số 5 vé rồi nhưng mà bù lộ cái cái đấy chúng ta sẽ phải mất phí đấy mất phí đúng không ạ x100 nó chung là phí cũng cao đó thì nếu anh em mà muốn thì chúng ta có thể chơi x100 bên future cái là đủ luôn đủ luôn được thêm năm vé thì nếu anh em nào mà chơi future thì anh em có thể cân nhắc thì tại pháp này có bị khuyến kích này anh em hâu rồi nhanh hâu thì mất phí gì cả đó rồi cái phân phối vé này biết sẽ tính toán và phân phối tổng của số vé bạn được thông qua việc giữ và giao dịch kết quả sẽ công bố vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 4 đấy bạn có thể đổi BGB lấy Kyoko giá trị tương đương vào 15 giờ ngày 18 tháng 4 đến 15 giờ ngày 9 tháng 4 tức là có một ngày anh em nhé thì anh em lưu ý này uh, nó sẽ có một cái nút quy đổi nữa cái này nó có hai thao tác đấy. tức là thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải ấn uh, nút đăng ký này sau đó và chúng ta hô tài sản này rồi có chúng ta lại có một cái thao tác là chờ đến cái ngày nó công bố xem là vé chúng ta có chiến thắng hay không tức là uh, đến lúc 15 giờ ngày 18 tháng 4 kiểm tra nó vé các bạn chúng hay không nếu chúng thì các bạn sẽ cần phải mua BGB để chúng ta ấn và chúng ta ấn nút đồng ý quy đổi nhá nếu chúng ta không ấn nút là cũng không thể nào mà mua được nó bát đâu Đấy, mình nhắc nhở cho anh em và mình mình sẽ cái lúc đến cái thời điểm đó thì mình từng cái giai đoạn thì mình sẽ nhắc anh em từng giai đoạn anh em kiểm tra cho nó chắc em nhớ theo dõi trên telegram mình nhé kinh telegram channel khó có đầy thông tin thế rồi chúng ta lại có một cái phần mà chắc chắn anh em mong chờ bảo này bây giờ không trúng thì không biết là có được gì không đấy cái này là cái hay nhất của cái chương trình uh, loan ở bên đó tức là không chúng anh em vẫn có tiền và không cần phải gì ạ chúng ta không cần phải quy đổi gì nữa không cần phải hâu thêm bgb thì nếu không chúng thì các bạn không cần phải hâu gì cả còn chúng thì anh em phải mua bgb và tiến hành quy đổi nhưng mà không chúng thì anh em không cần phải mua gì cả anh em sẽ được giải thưởng ăn ủi ở đây có một cái giải thưởng alo 12.000 kyoko chia đều cho tất cả mọi người đấy, tất cả những người tham gia đây là một cái điều mà mình thấy nó rất là tuyệt vời ở bên BitGet mà cái chương trình Lompat nó rất là hay Bởi vì là Lompat của nó thì anh em thấy rồi chúng ta hầu tài sản là 50 USDT và chúng ta cũng không cần phải không cần phải giao dịch gì cả không cần phải mua coi sản thì chúng thì mua BGB quy đổi có tiền không chúng vẫn có tiền Đấy. và anh em có thể là để trong khoảng chục tài khoản mỗi tài khoản để 50 đô cứ một tuần đều đều, đều tuần hạng có tiền Đấy. chỉ cần mỗi kèo anh, anh em ăn được khoảng 5 đô thôi 10 tài khoản có 50 đô, mỗi tuần được 50 đô, đúng không ạ? Làm gì, đúng không ạ? Chỉ vừa để mỗi tiền này 50 đô thôi đấy. Mà 10 tài khoản mà anh em bút vẽ là hơi bị nhục đấy đúng không ạ? Đấy. Thì anh em có thể thấy ở đây. Thì trong cái vòng này thì anh em để ý thấy nó có 2000 vé trúng như vòng trước. Đấy. Tuy là hơi ít nhưng mà nếu chúng là ngon, chúng là thơm luôn, đúng không ạ? Rồi ở đây có phần chi tiết limit của cái dự án Kyoko này thì anh em có thể thấy là cặp giao dịch Kyoko CBT sẽ có sẵn cho các nhà giao dịch từ 19 giờ ngày 19 tháng 4 rồi về làm nha anh em nhé. Hãy nhớ rằng 33% trao đổi của bạn sẽ phát hành khi bắt rồi bắt đầu và phần còn lại sẽ trả 33, 34 mỗi quý tương ứng. Đấy, anh em lưu ý phần này cho mình. Đó, thì đấy thì tất cả những cái thông tin thì anh em có thể xem trên Telegram có một cái phần bài đăng tóm tắt lại về cái dự án Bitget tóm này. Đó, nó thì đã cũng rất quen thuộc rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em với thao, thao tác để anh em có thể là hình dung được khi các bạn sử dụng và tham gia chỉ nó phát chỉ Uh, trước tiên là đối với giao diện ở trên máy tính thì anh em sẽ đăng nhập uh, các bạn cần phải đăng ký một tài khoản cho hoàn thành phần ký sinh xác minh tính nhé sau khi chúng ta đã có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ ấn vào phần giao diện non pass ở đây Đấy. trước tiên là bây giờ phải phải nói đúng là từ từ cái giai đoạn mà chúng ta, Đấy, chúng ta nạp tiền chúng ta nạp tiền chúng ta ấn vào phần asset này uh, asset thì anh em có thể ấn vào phần đây asset này các bạn có thể nạp lên uh, John, nạp lên uh, usdt hay là tròn vân tùy ý anh em mà nếu anh em để ý thấy thì mình đang hold một lượng BGB, con này thì giá nó rất là rẻ. Con này tổng cung là 500 triệu và có thể sau này nó rốt con nó cũng nữa mà giá bây giờ nó đang có 0.2 thôi. Mình hâu con này rất tiềm năng mình nghĩ rất tiềm năng nếu mà sàn này phát triển thì rất ngon và mình thấy là cái hướng của tác ở bên Bigget này thì chắc chắn là BGB nó sẽ bay trong tương lai thôi, không sớm thì muộn thôi anh em ạ. Nếu anh em có điều kiện thì anh em có thể hâu. Mình chỉ sợ biết thập thôi, bị không giờ thì anh em yên tâm. Đấy. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là ở đây có uh nó có thể ép như đây, đấy chúng ta chọn chain này, ví dụ các bạn chọn chain là bf 20 để ép mạng BSC hoặc là các bạn có thể an toàn nhất là chúng ta nên chuyển liên sản này chúng ta chuyển tlc 20 tức là mạng mạngtron, TEX kiểu TEX chúng ta làm lên. hoặc là thì chúng ta có thể là chuyển một số mã như là chuyển tron đây này, tron thì chain mặc định của nó là tron rồi hoặc là các bạn có thể chuyển một số mã cái phí rẻ, có 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 cái mức phí chuyển coi rẻ, ví dụ như mạng tích chẳng hạn. Matic thì chúng ta chuyển Manet chúng ta nhớ là Manet nó ở đây nó chỉ hỗ trợ là Matic Polygon thôi nó chuyển đúng cái Manet là Polygon không được chuyển BSC đâu nhá đấy thì chúng ta có thể nạp một số con lên trên sàn chúng ta hầu trên sàn nhá đấy, đấy là cái uh, thứ nhất đó rồi sau khi chúng ta đã hầu hầu một cái lượng 50 đô bất kỳ tài sản nào anh em nhé bất kỳ tài sản nào không cứ không cứ lại USDT hay là tài sản nào đấy, nhưng mà nếu anh em sợ thất thoát thì cứ USDT mà hầu mình thì hầu BGB rồi như vậy lượng này mình quá dư để tham gia thôi uh, sau khi chúng ta đã hầu tài sản ở trên ví rồi thì các bạn sẽ vào phần non uh, các bạn như ý là cái thời gian để chúng ta uh, nút đăng ký thì sẽ vào lúc ngày mùng 6 tháng 4 nhé tức là 23 giờ ngày 6 tháng 4 chúng ta bắt đầu vào đây để nút đăng ký dụ ở đây mình lấy ví dụ một cái dàn bot trước đây dàn vào dự án này ở đây nó sẽ có một cái nút đăng ký đây chúng ta một nút đăng ký đăng ký nhé được chưa đó mà khi mà cái uh, uh, khi mà đến ngày uh, đến ngày bao nhiêu đến ngày 10 đến 15 giờ ngày một tháng tháng tư thì phải công bố kết quả chúng ta cũng sẽ vào lại cái giao diện này để chúng ta thấy được xem vé chúng ta trúng hay không đấy nếu mà vé chúng ta trúng ấy thì chúng ta sẽ uh, vào đây chúng ta ấn nút uh, chúng, à, nếu mà chúng ta trúng chứ? Sorry đây nha, nếu chúng ta trúng thì chúng ta sẽ sang thị trường Sport, chúng ta sẽ mua cho mình một cái lượng uh, BGB nhé Chúng ta mua 60 đô BGB đấy. Và sau khi chúng ta mua rồi thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta ấn vào cái nút uh, uh, xác nhận trao đổi nhé, thì chúng ta có thể uh, trao đổi tài sản. Và anh em nhớ là chúng ta cần phải nút nếu các bạn không nút thì không được uh, gì đâu. Đó. Và chúng ta sẽ chờ đợi đến cái thời gian sàn vào ngày 19 tháng 4 chúng ta sẽ giao dịch vào lúc 19 giờ, là 7 giờ tối đấy 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 là ở trên máy tính nhé còn đây hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cả trên điện thoại cho anh em nào dùng điện thoại mình biết là chủ yếu là em dùng điện thoại đúng không ạ và mình sẽ hướng dẫn luôn bây giờ đây đây anh em trên điện thoại của mình đây ta sẽ mở vào ứng dụng Bitget này ở sau đây thì các bạn sẽ thấy được cái giao diện non pass ở đây này và chúng ta cũng sẽ làm những cái bước tương tự ở trên máy tính anh em nhé khi mà cái thời gian sự kiện diễn ra tức là vào 23 ba giờ ngày mùng mùng sáu đúng không ạ mùng sáu tháng 4 thì chúng ta sẽ cần phải vào đây chúng ta nút đăng ký đây nhé để mình đăng nhập đây chờ tí mình đăng nhập vào app đây. Ok, xin anh em biết phút mình đây mình sẽ tiến hành mình đăng nhập ad nhé đây khi thời gian diễn ra chúng ta sẽ vào phần lon tác này đây. chúng ta ví dụ đây là một cái phiên bán giả sử ở đây phiên bán nhé đăng vào đây này thì ở đây nó sẽ có một cái nút để chúng ta đăng ký chúng ta đăng vào đây để đăng ký đấy được chưa đó 3 sau đó thì cùng với đó nhé cùng với đó thì sau đó chúng ta sẽ hâu tài sản ở trên ví nhớ nhé như mình ở đây mình đã hâu 131 đô rồi thoải mái rồi chúng ta có thể tham gia vào non tác và khi mà vào ngày bao nhiêu nhỉ 15 giờ ngày mùng 8 đúng không ạ mùng 8 tháng 4 thì nó sẽ công bố kết quả ta và lại vào diện non pass chúng ta sẽ xem là về chúng ta có trúng hay không Đấy. Nếu mà với chúng ta chúng thì ta lại ấn vào cái nút xác nhận trao đổi tài sản Nếu Các bạn lưu ý là lúc đó các bạn cần phải chuẩn bị cho mình với lượng BGB như mình đã chia sẻ với anh em nhé Còn những cái thông tin cụ thể nữa thì các bạn có thể là à, Chúng ta theo dõi bài đăng Terra vì đã có phần tóm tắt rất cụ thể về cái chương trình non phát này Còn cái video này thì mục đích để uh, hướng dẫn cho anh em một cách chi tiết Với anh em chưa hình dung ra cách tham gia vào các hành trình uh, Các chương trình non-pass ở trên nền uh, tảng BitGet thôi đấy Ờ, những cái chương trình bon thì thì biết thì rất là là đặc sắc và rất là hay trong cái giai đoạn này nên nếu anh em mà chúng ta chưa tham gia thì mình khuyên là anh em hãy tham gia nhé đừng bỏ qua những cái chương trình bon tác thế này vì là những cái chương trình mà anh em dễ dàng kiếm tiền đấy chương trình này kiếm tiền rất là ngon em cố gắng tham gia nhé bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em uh, video hướng dẫn với chuyện non với dự án big và dự án câu cầu này một dự án iroop một dự án non mới và giới hẹn là uh, lại thêm một cái kèo có khả năng là bội thu của kênh chúng ta nữa Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào và các bạn, xin chào tiếp theo.